Xin mến chào các bạn. Vì lý do kỹ thuật là máy quay của mình nó hết dung lượng nha các bạn, cho nên nó bị gián đoạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là test cái máy cho các bạn xem. Bây giờ mình nãy đứt video mình không hay đó, mình đã châm xăng vô sẵn nha, mình chùi buji đồ mình thử lửa xong hết rồi các bạn, giờ mình hoàn chỉnh hết rồi, giờ mình giật thử nha các bạn, đó nó hoàn chỉnh hết rồi. Mình thành thật xin lỗi các bạn nha, nó vì lý do kỹ thuật nó bị hết dung lượng của thẻ nhớ, nó không ghi hình được. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha các bạn. Rồi sau khi mình châm xăng xong ha, mình lắp cái dây pin đồ xong hết, lắp cái chụp giật, cái chụp buri nè, xong mình chùi, mình đi chùi cái buri xong mình gáp vô nè. Rồi cái mình châm xăng vô mình bơm thử nha các bạn. Xăng lên rất là tốt các bạn, xăng lên rất tốt. Đầu tiên mình muốn thử cho chắc ăn thì mình phải dặn nới cái kim xăng này ra tí nha các bạn, để cho nó dễ lên xăng, nó dễ nổ các bạn. Rồi giờ mình khởi động thử nha các bạn, thử lửa đồ ngon lành hết. Giờ mình khởi động thử nha, đóng e nè, lên ga. Xăng các bạn, dư xăng không chạy được ha. Để mình chỉnh cho nó hết dư xăng. Đẩy cái kim găng ti vô chút đi, nó chạy nhỏ nó tắt rồi các bạn. Mình đẩy kim găng ti cao cao đi nha các bạn, cho nó đừng tắt. Tắt nha các bạn, vô chút cho nó vừa, cho nó đừng tắt. Rồi ok các bạn, kiểm tra bố mình coi có tốt không, bằng cách mình đưa ngón tay vô đây các bạn, đưa ngón tay vô đây mà mình thấy nó hoạt động tốt là mình biết khi khi ga nhỏ nó không quay, khi lên ga là nó quay, là cái bố mình gắp thành công rồi các bạn. IC nổ ngọt, chạy găng ti được, là IC ok nha các bạn. Và cái bố mà mình đưa ngón tay vào đây, mình vịn cái chuông, mình lên ga nó quay, khi mình bớt ga nhỏ nó dừng là được, tốt nha các bạn. Đây không quay nha các bạn, lên ga quay. Lên ga quay mình nóng tay luôn nè, có khám lần hằng vô luôn nè. Không lên ga không quay mà nó không gây tiếng kêu các bạn, không gây tiếng kêu. Rồi vậy là bố của mình em nè, IC mình em, bình xăng con mình độ chế thành công rồi các bạn. Rồi cuối cùng là mình lắp cái chụp boe này vô nha các bạn, lắp chụp boe vô.
Khi mình tháo ra thì mình tháo bằng máy vô tư nha các bạn. Khi mình lắp vô thì mấy cái chỗ bằng nhựa này mình không có nên lắp bằng máy các bạn. Lắp bằng máy nó có thể hư đó các bạn. Rồi xong. À, cái e này, e này hơi ngược nha, để mình tháo ra mình coi cái e này hơi ngược nha. Khi mình không có cái chụp này thì mình thấy nó đơn giản à, môi e này hơi ngược đó. Đây, kéo lên là mở nha các bạn. Cái này ngược với tất cả các máy khác nha. Cái e nè, kéo lên là mở nè. Các e khác là đè xuống mở, các e này ngược nè, kéo lên là mở. Nha. Rồi, mình thận trọng cái chỗ mở đóng e này nha. Rồi, vậy là đây vị trí on nè các bạn. Đây nó có dấu nè, có ngoài nó có để nè. Vị trí ổ bên nè các bạn. Đây lên trên là vị trí ổ bên, xuống là lô nha các bạn. Này, vô không ngon. Vô khớp đàng hoàng hết dặn nó mới được các bạn. Chưa khớp, vô chưa khớp, dặn hoài dặn không được. Ốc này nó cũng hơi già dữ rồi. Rồi. Nó bắt găng được không mới vô các bạn. Rồi xong. Rồi mình khởi động lại thử nha các bạn. Quá ngon luôn các bạn ơi. Quá ngon luôn. Ồ. Lên ga chút bạn. Hơi chỉnh chưa chính xác nha, hơi dư xăng các bạn. Hơi dư xăng. Ok. Rồi cái video mình sửa cái máy cho một vị khách ở Cà Mau đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Mình cũng chân thành xin lỗi các bạn là cái máy của mình nó hết dung lượng nên video nó bị đứt làm hai đoạn nha các bạn. Rồi, xin mến chào các bạn và xin hẹn gặp lại các video sau nha. Xin mến chào.